Dạ vâng em, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 468386. Hôm nay thì em có khá là nhiều hàng để chia sẻ với quý cô chú anh chị mình nha. Em có cả quý hàng nguyên bản và hàng rời, cả lũa ghép lan rất là đẹp. Thì hôm nay em sẽ vào chi tiết từng cái mặt hàng một để quý cô chú anh chị mình lựa chọn nha. Ở đây thì cái lô quý hàng rời này, lô quý hàng rời nói chung là em đã lựa riêng ra rồi. Đây có những cây rất là nhiều nụ này. Đó, cái hàng hàng lỗi, hàng xấu là em lựa riêng ra này, rất là nhiều này, cả đống luôn này. Đó, ở đây quý đang nụ này. Nụ khá là nhiều nha. Đây, rất là nhiều nụ luôn. Nói chung là cây nó rất là đều, cây rất là đều. Ít lỗi. Đó, nói chung hàng rừng thì chắc chắn là nó sẽ có một số hàng bị lỗi, một số cây nó bị lỗi rồi. Ví dụ như là kiến đốt, kiến đấy chẳng hạn. Đó, ví dụ như cây này này. Đấy. Thì quế hàng rời em bán là 350.000 cho một ký. 350.000 cho một ký quế hàng rời nha. Cây khá là đẹp, khá là ok, em lựa cái hàng lỗi ra riêng hết rồi. Tiếp đến là tam bảo sắc hoa vàng này. Tam bảo sắc hoa vàng Bình Thuận. Ở đây lô này em về được khá là nhiều. Nói chung tam bảo mùa này thì gần hết bông rồi. Hàng rất là tươi. Hàng rất là tươi nha. Tam bảo sắc hoa vàng em bán là 100.000 cho một ký. Giá thành mùa này thì nó sẽ rẻ hơn những cái mùa mình đang nụ ấy một chút nha. 350.000, à em xin lỗi, 100.000 cho một ký tam bảo sắc hoa vàng. Tiếp đến, ở đây là sắc thơm Bình Thuận. Sắc thơm Bình Thuận em có cỡ khoảng 5 ký thôi, em bán là 100.000 cho một ký luôn nha. 100.000 cho một ký sắc thơm Bình Thuận luôn. Tiếp theo thì quế nguyên bản. Quế nguyên bản thì em vào chi tiết luôn này. Quế nguyên bản mã đầu tiên. Mã số 1. Mã số 1. Ở đây thì hai cây này, hai cây xoắn xoắn rất là đẹp luôn. Hai cây xoắn rất là đẹp nha. Hai cây và mỗi cây đang có một nụ, lá rất là dày, rất là cứng nha. Cái cục nguyên bản này nó hơi bị mục rồi. Về cô chú anh chị mình bỏ vào cái cục nguyên bản mới nha. Cái cục lũa mới nha. Đó. Mã nguyên bản đầu tiên. Em để cô chú anh chị mình 200.000 cho mã số 1. Mã số 2 này. Mã số 2 có khá là nhiều cây. Mã này nói chung là nó không được xếp cho lắm và lá của nó cũng khá là mềm. Mã này em bán là 130 cho mã số 2. Mã số 3, mã số 3, cây đang có một nụ. Cây đang có một nụ nha. Cây này thì lá rất là bóng, rất là mướt luôn. Đó, mã này em để có chú anh chị mình 150 đi, 150. Cho mã số 3, 150. Mã số 4. Mã số 4 có một mẹ ba con. Cây nó lá rất là cứng, lá rất là cứng, lá gân. Đang có nụ mà nụ nó bị hư mất rồi. Mã này em để 130 cho mã số 4 này. Mã số 5. Mã số 5 này. Mã số 5, mã này thì cây này đang có nụ khá là dài, nụ cỡ khoảng 20 phân rồi. Đó, cây này em để 180 cho mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 đây là có 4 khúc tất cả nha. Khúc này em không tính nha. Khúc này thì có 2 cây, 2 cây tất cả này. Cúp này có một cây. Cây xếp khá là đẹp này. Cây xếp khá là đẹp và đang có nụ luôn này. Cúp này có một cây đang nụ. Nói chung là đang nụ hết, cái là nó cũng đang có nụ này. Mã này có 4 khúc tất cả, em để 200.000 cho mã số 6 này. Mã số 7. Mã số 7 cây khá là cao, cây cao được cỡ khoảng 50 phân nha. Cây cao cỡ khoảng 50 phân này. Lá rất là to, lá rất là to, nó bị lỗi một cái lá ở trên này này, trên ngọn này. Đó. Chắc là lúc mà cắt là bị dao hay là dựa cắt vào cho nên là nó bị bay mất nửa cái lá. Hai nụ này, hai nụ rất là đẹp. Cây này lá rất là to. Và khá là to, lá phải 4 cm, hơn 4 cm. Đó, lá gân, lá cứng này. Đấy. Cây này thì em để có chú anh chị mình là 350 nha. Cho mã số 7, 350. Cây rất là đẹp. Mã số 8 này, lá của nó cũng rất là đẹp nha. Hai cái nụ lá nó bị lỗi mất mấy cây lá do vận chuyển á, vận chuyển nhiều cây cho nên là nó bị gập mất mấy cái lá nha. Cây này có hai con này, hai con rất là đẹp luôn. Về cô chú anh chị mình chăm con nha, chăm hai cây con này lên thì sang năm thôi nó sẽ có một lùm đẹp luôn. Lá của nó cũng khá là to nha, lá khá là to.
Đó, cây này em cũng để là 350 đi cho mã số 8. Mã số 9 này, mã số 9 đang có hai con, một mẹ hai con. Cây này rất là đẹp. Nói chung là cây này lá gân, lá cứng, hai nụ hai bên rất là đều. Và lá của nó thì khá là to, lá dày lá cứng luôn này. Nó không có bị lỗi đâu nha. Hai cái nụ hai bên rất là đều. Cây này em để là 300 ngàn cho mã số 9, 300 ngàn. Mã số 10 này. Mã số 10, một cây thôi. Cây này em để 100 ngàn cho mã số 10. Nó bị gập mất hai cái lá nha, 100 ngàn cho mã số 10. Mã 11 này, cây nó khá là lớn. Cây này thì có một mẹ một con, cây cao được cỡ khoảng 50. Và đây, lá của nó khá là đẹp. Lá dày, lá cứng. Cây này này, cái bộ rễ của nó bám cực kỳ là khỏe luôn nha. Bộ rễ của nó bám rất là khỏe luôn này. Đó, bộ rễ bám rất là khỏe. Đây, cây con này. Đấy. Về mình bỏ vào một cái chậu, có thể để đứng như thế này. Có thể để đứng như thế này nha. Hoặc là để xuống cũng được này. Là để xuống. Đấy. Mã này em để cô chú anh chị mình thôi 400 ngàn đi. 400 ngàn cho mã số 11 nha. Tiếp đến là lũa này. Lũa hôm nay khá là nhiều nha. Em vào mã số 1 của lũa. Mã số 1 lũa là những cái cục lũa mini. Lũa mini về cô chú anh chị mình bỏ chậu. Bỏ chậu sẽ rất là đẹp. Có 10 cục tất cả. 10 cục tất cả nha. Mã đầu tiên 150 ngàn em bao ship nha. Mã lũa đầu tiên, tất cả các mã lũa thì em bao ship, còn lan thì có chú anh chị mình thêm cho em 30 ngàn ship nha. Mã lũa đầu tiên 150 ngàn, mã số 1 10 cục. Mã số 2 2, 4, 6, 8, 10 cục. Cũng là 10 cục của mã số 2. 150. Đó, cái cục này thì rất là đẹp này. Với cô chú anh chị mình có thể bỏ bàn cũng được. Đó, cục này thì cao được cỡ khoảng 30 thôi. Và rộng thì cỡ khoảng 40. Đấy. Nhìn như một cái tháp ạ. Mã số 2 cũng là 150 cho mã số 2 nha. 150 cho mã lô số 2. Mã lô số 3. Mã lô số 3 cũng là 150 cho số 3 luôn này. 2, 4, 6, 8, 10 cục. 10 cục của số 3. 150 cho số 3 nha. Tiếp đến là mã số 4. Mã số 4 có một cục duy nhất thôi. Một cục duy nhất, cao được cỡ khoảng 60. Rộng cỡ khoảng 40 nha. Rộng cỡ khoảng 40. Mã số 4 em để là 130 cho mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 thì có duy nhất một cục thôi. Mình có thể để thẳng đứng lên nha. Ví dụ như là để một cái chậu ở bên dưới, hoặc là đổ đế ở bên dưới thì mình sẽ có một cục lũa khá là đẹp. Đó. Mã này em cũng để cô chú anh chị mình 130 đi. 130 cho mã số 5. Mã 6 thì cũng một cục này. Mã 6 thì cũng có một cục này. Cục này thì cao được cỡ khoảng 70. Cao cỡ khoảng 70 nha. 70 có thể treo hoặc là đổ đế bên dưới, hoặc là bỏ chậu. 130 luôn cho mã số 6. Mã số 7 có 3 cục này. 3 cục tất cả của mã số 7. Mã số 7 em cũng để 130 luôn đi cho mã số 7, 130. Mã 8 này, mã 8 có 3 cục, một thế khá là đẹp. Đó, mình bỏ chậu này, trồng lan ở trên luôn. Mã này 150. Cho mã số 8, 150 cho mã số 8. Mã số 9. Mã 9 cũng là 3 cục nha, 3 cục rất là đẹp. 3 cục của mã số 9 cũng là 150. Hai cái cục đấy là cao được cỡ 60 nha. Cục này thì không có cao lắm, cục này cao cỡ 25 thôi. Đó, nhưng mà ngang thì là 40. Mã số 9, 150. Mã số 10, một cục lũa căm xe duy nhất của mã số 10, cao được cỡ khoảng 90. Cao được cỡ khoảng 90 này, khá là nặng nha. Cục này là 130 luôn này cho mã số 10. Mã 11 có 2 cục này. 11 có 2 cục. Cục này cũng cao được cỡ khoảng 1 mét. Cục đấy là cao được cỡ khoảng 55.
Đó, hai mã này 150, mã 11. Mã 12 này. Mã 12 có một cục duy nhất thôi nha. Cục này thì cao được cỡ khoảng 90. 90 ngang ở đây thì cỡ khoảng 50. Cục này 150 cho mã 12. Mã 13 có một cục duy nhất này. Cục này cao được cỡ khoảng 50 thôi nha. 50 và rộng thì cỡ 40. Rộng thì 50 luôn đi. Tại vì trên này nó hơi rộng, nhưng mà 50 luôn. Cục này cũng 130 luôn cho mã 13, 130. Mã 14 là một cục khá là đẹp. Cục khá là đẹp của mã 14 này. Đó, mình có thể dựng lên nha. Cục này cao được cỡ khoảng 80. Dựng lên này, đây này, trao này, bỏ trụ cũng được này. Bỏ trụ cũng sẽ rất là đẹp. Đó, 160 cho mã 14 nha. Rồi, ok, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ.